Dạ, em xin chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Thì hôm nay ở clip bán hàng này em xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa cắt la da cũng như là những cái dòng brass để các cô chú anh chị mình sưu tầm chơi. Đầu tiên, đây là một cái chậu cắt la da, cái nụ vàng thiệt là vàng. Vàng rất là đẹp. Do mất tem rồi em cũng không biết này nữa. Cái nụ này thì nó giống cái cây Amaki. Nó giống cái cây Amaki. Amaki thì nó sẽ ra cánh màu vàng mà cái lưỡi màu đỏ, đó là Amaki. Chậu cát số 1. Chậu cát số 1 là 300k. Ba cái nụ là quá phê. Ba cái nụ quá phê luôn nha các cô chú anh chị. Ba cái nụ quá phê, mã số 1. Mã số 1 là 300k. Mã số 1 là 300k. Ba cái nụ quá ngon. Tiếp theo đây là cái mã số 2. Đây là một chậu cắt la da sổ nữa mà em không biết nó tên gì. Nói chung mấy dòng này là không biết tên, nhưng mà cái lưỡi thì nó là tím tím, hay là tím tím hồng hồng rồi đó, mà không biết cái cánh nó ra màu gì. 180k cho cậu chậu cắt la da này nha các cô chú anh chị. Tiếp theo đây nữa là mã số 3, 200k. Đây cũng là một chậu cát sổ nữa. Đó, được hai cái nụ tím tím hồng hồng. Không biết cái bông ra sao. Cát ta da. Mã số 3, cát sổ nha các cô chú anh chị. Mã số 3, 200k. Dạ, tiếp tục đây nữa là cái này vừa qua cái brass này. Xin giới thiệu các cô chú anh chị mình một cái chậu brass bông gòn 250k. Brass bông gòn 250k luôn các cô chú anh chị. Nụ là 1 2 3 4 5. Hiện tại bây giờ là 5 dồi qua. Đây là brass bông gòn nha các cô chú anh chị. Brass bông gòn thì ban ngày nó không có mùi vị gì đâu, nhưng ban đêm á, đêm xuống thì nó khuất mình là bắt đầu nó rất là thơm. Cái dòng này là tối nó rất là thơm, thơm dữ lắm. 250k cho chậu brass bông gòn quá đỉnh. Cái này chơi xong hết bông đợt này là thay chậu ra thành là có một cái chậu tác phẩm cực đỉnh. Brass bông gòn 250k quá đẹp. Dạ, tiếp theo đây là một cái chậu Donosa. Đây là brass nha các cô chú anh chị. 180k mã số 5. Mã số 5 180k. Đây. Mặt bông của brass Donosa. Chậu này đang bông. Đó, mới hé hé đây hàng hạ luôn. Brass Donosa nha các cô chú anh chị. Mã số 5. Bây giờ là mã số 6. Mã số 6 200k. Mã số 6 200k. Cậu này nhiều thần quá chừng luôn. Đây, mặt bông nó cũng giống như mặt bông số 5 thôi. 200k. Và tiếp tục đây là mã số 7. Mặt bông này đẹp nè các cô chú anh chị. Cái cánh nó thì hồng mà cái lưỡi nó thì vừa hồng vừa trắng. Đây, dòng cát này nữa, chắc brass này, chắc brass sổ. Một bông một, nhưng mà cái mặt bông rất là đẹp. 200k, mã số 7. Mã số 8 là một chậu Donosa nữa các cô chú anh chị. 200k. Đây. Nhiều thân lắm. Cái này tẻ ra là không biết bao nhiêu chậu luôn, 3-4 chậu gì cũng được. Brass Donosa 200k cho mã số 8. Mã số 9
mã số 9, cái cây này là cây gì ta? EB. Cây này là cây EB. Mã số 9, đây là một cây EB. EB là cánh xanh lưỡi vàng. Thơm thoang thoảng, không biết là một lát có thơm nữa giữ hay không, nhưng nghe thơm thoang thoảng thôi. Cây không được sung lắm nha các cô chú anh chị, cái dâu này không được sung lắm. Mã số 8, 250k. Dòng này dòng EB, EB vàng. EB vàng. Và tiếp theo là em giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa Brass khác nữa, đó là Brass Mica. Đây là cái mặt hoa của Brass Mica nè các cô chú anh chị. Brass Mica nha các cô chú anh chị. Brass Mica bông tím hồng. Mã số 10. Đây, mã số 10, 200k. 200k cái bộ chập bánh lửa luôn. Cây này chắc khoảng tầm 2 tháng nữa là bông mịt mù luôn. Tại cây con nó, những cái lá nó trưởng thành nè. Những cái lá này nó sẽ cho hoa nè. Đây là những cái lá này sẽ cho hoa. Những cái lá tơ. Đây. Brass Mica mã số 10, 200k. Chậu số 11 với số 10 này là nó gần như nhau. Đây. Các cô chú anh chị mình thấy là cây con nó đang lên mấy ngoài nhiều lắm. Đây là những cái cây chuẩn bị cho hoa. Mã số 11, 200k. Brass Mica nha các cô chú anh chị. Hai chậu này nó chín mười nhau, dường như là đẹp như nhau. Dường như là đẹp như nhau. Brass Mica. Thì xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn các cô chú anh chị. Xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều.